Như vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi thì thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin cho trùng khớp với dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa một chiều và 2 tháng sau đó sẽ bị khóa 2 chiều. Cho nên, việc bổ sung thông tin đang được thực hiện khẩn trương. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông VNPT Cần Thơ trong ngày 29 tháng 3. Hai ngày trước khi thực hiện khóa một chiều, đối với thuê bao không chuẩn hóa thông tin khi đã nhận được tin nhắn yêu cầu chuẩn hóa thông tin từ công ty viễn thông. Tới đây thì mọi người hướng dẫn rất là kỹ càng, cho em một tờ giấy để ghi thông tin cụ thể về số điện thoại và sẽ bắt đầu đăng ký lại SIM của mình. Em làm việc từ sáng 7 giờ sáng cho tới 8 giờ tối chị, thì tất cả khách hàng đến đây đều được là hỗ trợ kịp thời. Thành phố Cần Thơ hiện có 1.400.000 thuê bao di động trả trước. Qua rà soát có 140.000 thuê bao cần chuẩn hóa thông tin, chiếm 10% tổng số thuê bao. Đến thời điểm này, công ty Mobifone có tổng cộng 80.000 thuê bao cần chuẩn hóa. Đến nay đã chuẩn hóa trên 56.000 thuê bao, đạt trên 70%. Vinaphone Cần Thơ đã chuẩn hóa được gần 8.000 trong 17.500 thuê bao, đạt 45%. Công ty Viettel đã chuẩn hóa trên 4.500 thuê bao, đạt trên 45%. Cũng còn một số trường hợp như là khách hàng sử dụng cái SIM để sử dụng data mà có thoại ở trên cái một số thiết bị như là máy tính bảng, như iPad chẳng hạn thì chỉ hỗ trợ cái phần tin nhắn, nhưng mà nếu mà khách hàng không có lưu ý, không có lưu tâm thì ở vấn đề đó thì khi mà nhận được tin nhắn thì khách hàng cũng không có xem tin nhắn thì khách hàng sẽ không có biết thông tin là đến điểm giao dịch để cập nhật. Mặc dù các doanh nghiệp viễn thông đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để thực hiện việc thông tin tuyên truyền, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp như chuẩn hóa trực tuyến, hướng dẫn chuẩn hóa tại nhà và chuẩn hóa tại các cửa hàng chi nhánh trực thuộc nhà mạng. Tuy nhiên, số thuê bao đã được gửi tin nhắn để chuẩn hóa vẫn chưa liên hệ để cập nhật thông tin. Sở Thông tin Truyền thông cũng đã nắm sát tình hình và chỉ đạo các cái doanh nghiệp viễn thông tập trung toàn lực để mà thực hiện cái việc chuẩn hóa thông tin thuê bao này, hỗ trợ tối đa cho người dân khi đến thực hiện dịch vụ để chuẩn hóa thông tin thuê bao. Đơn vị cũng lọc lại cái phần số liệu như khách hàng là đã tiếp nhận cuộc gọi có thông tin là sẽ ra điểm giao dịch cập nhật. Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo. Khách hàng cần khẩn trương liên hệ đơn vị viễn thông để đối chiếu thông tin và thực hiện ngay thủ tục bổ sung thông tin theo yêu cầu. Các doanh nghiệp đã bố trí đủ nhân viên để hướng dẫn cho khách hàng, khoảng 10 đến 15 phút là hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin.